Hôm nay mình đi nhổ cây củ cải trắng nha. Mình quay cho các bạn xem. Bây giờ cải chuyến này mình trồng ngay cái mùa tháng 3 các bạn, nên củ nó nhỏ xíu à, nắng quá trời à, không có bằng mấy chuyến trước. Nhổ lên ăn đây, củ nó nhỏ quá các bạn ơi, nè củ nó nhỏ quá ăn đỡ thôi. Chuyến trước mình trồng nó lớn lắm, còn chuyến này sao mình trồng nó củ nào cũng đấy nó nhỏ xíu à. Nhổ cho các bạn xem cái này á, cái đực rồi các bạn ơi, nó không có củ bự. Để mình nhổ hết chậu này xong rồi mình trồng lại cái khác, chứ nó không đạt hiệu quả rồi. Thất bại rồi. Chuyến này trồng củ cải bị thất bại rồi. Nó nắng quá à. Trời nắng quá nó không có nhiều. Còn mấy cái cải chuyến trước mình trồng ha, củ to to không mà chỉ cần 2-3 cây là đủ ăn rồi. Chuyến này á, mình nhổ nguyên chậu này á, mới đủ ăn đó. Là nhỏ xíu à, thất bại rồi. Tại vì nắng quá các bạn. Mình trồng dịp Tết thì củ nó to, trồng cũng đất xốp lắm nè, nhưng mà nó không có ra củ. Nhổ luôn để mình trồng lại cái khác. Nè, củ nhỏ không. Mấy cây cải này nè, mình mua ngay cái hạt giống á, cải đực á, nên mình chỉ lấy hạt được thôi, còn củ thì không có. Nhổ hết luôn, nhổ hết để lại trồng cái khác, cái củ nào ăn được thì mình lấy lại. Nè, nhỏ xíu, nhổ bỏ hết, gieo cái khác lại. Đó, các bạn thấy không? Rồi cái chậu này mình nhổ hết luôn rồi đó, mình sẽ phơi nắng nó một tuần lễ các bạn. Phơi nắng nó một tuần lễ rồi mình mới bắt đầu gieo hạt lại nữa, chứ nếu mà các bạn gieo liền á là nó sẽ không có ăn. Tại vì cái sâu á, sâu bọ á, mình qua mình nhổ cải thôi. Bữa nay mình đổ bánh xèo bánh thọt á, nên mình cần cải xanh nên mình nhổ cải xanh. Cải xanh thì tươi tốt quá ha các bạn. Cải xanh thì khỏi chê rồi. Lựa cây cải lớn nhổ trước. Ngon lắm á các bạn. Mình tự trồng luôn á nên nó ngon lắm. Bữa nay mình ăn bánh xèo bánh thọt nên mình mới nhổ đó. Củ cải trắng trồng hết rồi, cải xanh thì trồng ok được rồi. Cắt cái gốc, đó là gốc. Mình quay qua đây cho các bạn xem mình đi. Cái này là giáp cá, mình đi cắt giáp cá thì ở từng dưới mình có trồng rau thơm á các bạn. Nè, cải nó mọc lên như đây luôn, mình nhổ luôn nè các bạn. Cái hạt nó rớt xuống, cái hạt nó rớt xuống nên mình nhổ hết luôn. Rau giúp cá ngon lắm. Đổ bánh xèo nữa mình cần nhiều thứ rau. Ở tầng dưới á, mình có rau thơm nữa, rau răm nữa. Tầng này cái điện rất không có, tầng này không có rau thơm. Một
rổ luôn nè các bạn, thấy không? Chạy qua cắt dài cái húng nhũi cái nữa, cắt húng nhũi với rau thơm nữa các bạn. Cái này là ớt, còn cái này là húng nhũi nè. Rong rồi các bạn, tới chồng hỏi đi chợ được một gỗ ga quá sáng ngon luôn hết các bạn. Bữa nay là mình đổ bánh xèo bánh khọt đó, đó. Thích không nè, hạt giống đó nè, nhiều gì nè. Rồi tạm biệt các bạn nha.